Em thì là dễ sinh tồn, để đâu em cũng sinh tồn được. Thấy mà đâu em cũng có thể sống được. Và hỏi cái chuyện gia trạng. Hỏi sinh lý hả? Dạ. Vài cọng ly thi để nhìn dơ giấy, nhìn nó không có được sang. Mình lòng mình đâu. Mời bạn nam. Rồi, chào bạn. Ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Mời bạn giới thiệu về mình. Dạ, em xin kính chào quý vị khán giả. Em xin chào các vị khán giả từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, và từ bà ngoại cho đến trẻ con, và từ thằng đang cầm cái lon cho đến em bé đang cầm bim bim, và cuối cùng em chào anh quay phim ạ. Quên chào cô bên kia. Em xin chào trước là anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường, và đến là bạn nữ bên kia. À đó, cái cô đó mới quan trọng đó. Em tên là Huỳnh Quang Phong ạ. Năm nay em 27 tuổi. Em đang làm nhân viên kinh doanh bên một công ty và đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Quê em ở đâu Phong? Dạ em Tiền Giang anh. Ủa sao kỳ vậy? Như vậy là cũng có biệt tài ha. Mà làm công việc gì? Dạ nhân viên kinh doanh. Rồi mời bạn gái giới thiệu. À, lời đầu tiên cho em gửi lời chào đến chị Cát Tường, anh Quỳnh Linh, bạn trai kế bên, và quý vị khán giả đang có mặt trong ngày hôm nay. Em tên là Hà Thị Nhi, năm nay em 22 tuổi, hiện tại đang là nhân viên kinh doanh. Ờ, quê mình ở đâu cơ? Dạ, quê em ở Thanh Hóa, em vào đây cũng được 18 năm. 18 năm, dạ. À, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em có cái điểm mạnh đó chính là khả năng thích ứng với lại mọi môi trường, thảy vào đâu em cũng có thể sống được. Rồi, quá tốt. Bởi thêm một cái nữa là béo tốt. Béo tốt. Rồi có đó khỏi giới thiệu. Rồi vậy thì những cái nhược điểm của mình. Nhược điểm của em là em không có khả năng nhớ tốt. Não rất là cá vàng. Em đi đường nhưng mà phải đi nhiều lần thì em mới nhớ được, chứ một lần hai lần em sẽ không thể nào nhớ được cái tên đường đó. Tìm trên Google Maps mà còn đi không được nữa, lại phải hỏi người ngoài đường. Đi tới đâu hỏi tới đó. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em thì bên kia là có khả năng dễ thích nghi, thì em thì là dễ sinh tồn, để đâu em cũng sinh tồn được. Điểm yếu của em thì trước tiên là em nói chuyện hơi vô duyên một xíu. Thứ hai là đặc biệt là em do em quá sâu sắc. Hơi vô duyên, có quá sâu sắc nữa hả? Dạ. Vô duyên một cách sâu sắc. Dạ, quá sâu sắc là quá xấu đó chị. À sâu sắc xấu hả? Vừa dạ, xấu mà vừa vô duyên nó chắc chết quá. Người ta nói là đẹp mới được đóng vai ác, còn ổng vừa xấu mà ổng vừa đóng vai vô duyên nữa. Nói chung không có vô duyên đâu, em có duyên đó. Nãy giới thiệu người ta cười mà. Dạ, tự khiêm tốn quá thôi. Dạ. Xin lỗi, bên đây cũng có duyên lắm à. Rồi. Em trải qua mấy mối tình rồi Phong? Dạ, em thì em trải qua là khoảng 4 mối tình trong dữ đó. À? Dạ. 4 mối hả? Dạ. Mối dài nhất là nhiêu? Dạ mối dài nhất của em là 7 năm. Trời ơi. 7 năm. Mối tình đầu tiên của em là em quen năm em 15 tuổi thì tới năm 22 tuổi là chấm dứt. Rồi 15 tuổi biết yêu rồi, dạ. Nhất quỷ. Mối tình dạ. Ít nhất là mấy năm? Dạ mối tình ít nhất là khoảng 6 tháng. Họ mà quen lâu vậy rồi lý do sao chia tay? Giống như là bạn nữ đó là thời thanh xuân của họ, còn em thì em lo về sự nghiệp của em hơn. À. Chưa ổn định nên cái mối tình đó phải chia tay. Đúng không? Dạ. Bây giờ ổn định chưa? Để quen nữa thì chia tay nữa. Dạ bây giờ cũng mấp me ổn định rồi. Trời đất ơi trời, 4 mối tình ổng chưa ổn định, ổng chia tay rồi. Tới mối thứ 5 mà ổng cũng mới mấp me ổn định. Vậy là mấp me chia tay nữa hả cưng? Dạ. Hay là có dạ. cái lý do gì sâu sắc mà không dám nói ra? Chứ làm gì mà 4 mối tình nào cũng do công việc rồi chia tay hết hả? Do công việc là nói chung là cái mối tình đầu tiên thôi. Còn cái mối tình mà nó hơi kỳ cục một chút xíu á, là cái này chắc anh Linh chắc em hiểu chứ hả? Là do cái bạn đó là có nhiều lông tay quá. Có gì? Nhiều lông mắt mới chia dạ. tay. Tự nhiên nhiều lông. Không, cái đó cái... Ủa có lông có liên quan với tình yêu đâu mà phải chia dạ. tay. Nó kỳ lắm anh. Vậy chứ cái lúc em mới quen em không thấy người ta dạ. có lông hả? Dạ lúc mới quen đeo găng tay chị ơi. Vô lý. Tại sao vậy? Tình yêu mà cái vụ có lông là bỏ nhau là sao? Đòi hỏi nhiều quá anh. Đòi hỏi gì? Dạ đòi hỏi cái chuyện gia trạng. Hỏi sinh lý hả? Dạ. Rồi em chịu không nổi. Em còn phải lo đi làm nữa chứ anh, chúng lẽ bây giờ ngày nào cũng phải dậy chị. Trời đất ơi. Có vậy luôn hả? Có luôn á. Vậy ý giờ là em muốn anh tìm người yêu là không có lông đúng không? Trụi luôn đi cũng được. Hả? Trụi luôn cũng được. Trụi luôn trời ơi trời. Hồi đó giờ tôi mới thấy trường hợp đi tìm người yêu là trụi lũi luôn cũng được. Ủa gì kỳ vậy, quay qua coi. Mày không lạ thiệt ta? Dạ. Thiệt luôn hả? Dạ. Tìm dạ. người yêu không có lông. Khó rồi nha. Trời đất ơi. Thôi vụ này bên đó lo đi.
Nói chung là tất cả mối tình thì em cần một cái là hai bên đều phải đồng cảm với nhau và nó bù đắp cho nhau những cái gì đó. Chứ bây giờ nếu như mà khơi khơi mà để có một cái điểm khiếm khuyết của bên kia hay là khiếm khuyết của bên gì bên đâu em. Người ta có lông tai mắt gì đâu khiếm khuyết. Vậy là em mới khiếm khuyết á. Vậy là em là bị yếu. Dạ. Em bị yếu. Chưa chắc chị. Chứ sao mà tự nhiên người ta có lông tai rồi chia tay với người ta? Tại vì giờ một tuần không lẽ 6 ngày bây giờ phải lo đi làm chứ chị. Thôi tôi cũng không biết mà. để tôi hỏi cô bên này chút xíu để tôi kiểm tra coi. Đưa tay coi quá. Không, không sao, cái này vừa phải. Em mấy mối tình rồi cưng? Em thì chỉ có một mối tình gà bông thời còn đi học. Vài tháng thôi, tại vì lúc còn đi học. Sau đó thì cũng có những gọi là thoáng qua thôi, chiều mua bay thôi. Em cũng không thấy thích ai. Em quan điểm như thế nào về việc sống thử? Em thì sống thử hả? Em nghĩ đó là một suy nghĩ hiện đại, nhưng mà đối với em thì em không suy nghĩ như vậy. Em nghe câu chuyện của bạn trai này kể về cái mối tình mà có bạn gái tay nhiều lông đó thì em thấy như thế nào? Em thấy cái việc tay nhiều lông thì nó cũng không ảnh hưởng gì, nhưng mà cái vấn đề nó nằm ở chỗ là thì đó, cái thì nhu chị... cầu của chị đó. Mình nói vậy cho nó dễ. Em thì em không có nhu cầu đó. Trước hôn nhân là mình sẽ không có ăn cơm chiếc kẽn. Đó, cho nên là cái vấn đề đó nó sẽ không giống như cái chị nhiều lông. Nhưng mà nhiều khi ảnh vậy đó, ảnh ăn cơm chứ kẽn, ảnh mới biết ảnh chịu không nổi, ảnh mới chia tay. Rồi giả tỉ như mình không có gì hết, nên mình không có quan điểm sống thử. Tới hồi mình lấy nhau về rồi mình mới phát hiện ra là mình cũng chịu không nổi. Lúc đó mình chia tay coi như là bị gãy đổ một lần. Gãy đổ một lần. Cũng khó quá ha. Dạ. Tùy thì theo hay, suy nghĩ. Hay cho qua cái chuyện nhạy cảm này đi. À rồi qua qua. Thôi bây giờ để hỏi bạn này. Ê bạn muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Gương mặt ưa nhìn, thân hình bao bọc cân đối chút xíu, có hiếu với bà mẹ là được rồi. Công việc là chắc chắn là ổn định chưa? Dạ, nó ổn định. Nếu mà ngoài mấy cái lý do kia ra là không có lý do gì chia tay hết đúng không? Dạ. Thôi được rồi. Ây da, hoang mang quá. Anh qua anh coi đàn gái coi sao. Gấu nhiều lông quá nha. Chào em gái. Chào em, chào anh Huy Linh. Dễ thương quá, gương mặt phúc hậu quá. Em cảm ơn ạ. Nãy giờ em nghe chàng trai bên kia nói chuyện, em cảm giác có một cái điểm nào đó hợp với mình không? Bạn khá là vui tính. Em rất là thích người vui tính. Em cũng là một người khá là vui tính. Bạn đó là một người rất là vui tính, rất là dễ thương. Có điều cũng những cái điều nó hơi nhạy cảm chút xíu. Đôi khi cái chuyện đó nó cũng quyết định cái hôn nhân hạnh phúc nữa. Dạ. Mình lớn hết rồi mình cũng ngửa bài như thế cũng hay ha. Dạ đúng rồi. Em có phải tiếp người lãng mạn không? Em cũng là tiếp người lãng mạn. Em có lãng mạn không? Dạ có anh, lâu lâu nó cũng hơi lãng xẹt chứ. Em thích cái mẫu người bạn trai như thế nào? Em diễn tả chi tiết cho Linh anh. Em thích một người có vẻ ngoài to cao một chút. To cao nhưng hơi yếu. Có to nhưng chưa cao lắm. Chạy sao muối không bạn? Dạ không cần đâu ạ. Cái điều đó nó không có quan trọng. Gì nữa? Tính tình chững chạc, vui vẻ như anh này cũng được. Em không thích điều gì ở những người đàn ông? Nhậu nhiệt xong rồi nói tùm lum tùm la, nói nhiều thứ. Râu ria, ví dụ như người ta sẽ có râu quai nón, nhìn rất là thời trang, nhìn rất là nghệ thuật. Thì để không sao, nhưng có nhiều người vài cọng li thia để nhìn dơ giấy, nhìn nó không có được sang. Mình lòng mình râu. Dạ, ý là này là theo cảm nhận của em thôi, em cảm thấy như vậy. À, râu nhiều là được. Dạ, mà ý là người ta nhìn vào người ta cảm thấy, nhìn nghệ thuật, đẹp, chấp nhận được. Còn ví dụ như thích để râu nhưng mà không thể mọc râu được, mà chỉ có một vài cọng. Giống như râu cá tê, dạ, cọng lên em không? Dạ, nhìn nó rất là kém sang. Thôi được rồi. Có râu thì phải gọn gàng. Dạ đúng rồi. Có lông thì phải lông ít. Đó là yêu cầu của hai bên. Dạ. Có cái gì không chịu, không ưng ở người phụ nữ không? Có lông đó. Trời ơi. Bỏ cái đó qua đi. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi cùng đi. Dạ. Bây giờ em đi với ai? Hôm nay em đi với ai? Em đi với hai người bạn thân của em. Chào em gái. Dạ em xin chào MC Quyền Linh, chào MC Cát Tường, chào bạn Phong và chào tất cả các khán giả trong trường quay. Nhi là một người khá truyền thống, tất cả các công việc bếp núc, nhà cửa đều do một tay Nhi chăm sóc gia đình. Em thấy bạn Nam khá là thoáng trong cái mối quan hệ của mình. Em rất là quan ngại về cái vấn đề thoáng của anh. Nhưng mà em nghĩ là hai bạn nên cho nhau một cái cơ hội để mình cùng tìm hiểu. Dạ em xin hết. Rồi cảm ơn bạn. Em chào đi với ai? Dạ em đi với em gái của em gái ruột. Em gái ruột đó hả? Dạ. Con chào chú Huyền Linh, con rồi, chào cô Cát Tường. Em chào chị. Em chào mọi người khán giả ở đây. Anh em là một người vui tính. Hồi nhỏ anh rất là vui tính, nhưng mà bây giờ càng lớn em không biết sao anh càng ngày nói chuyện càng thiếu muối. Lạc quá ha cơ ha. Em thấy
chị với anh hai em có gương mặt hơi giống nhau. Ồ, có nên bấm nút hay không? Cái đó là tùy vô quyết định của hai anh chị. Rồi cảm ơn con. Rồi, cảm ơn em. Được. Thôi bây giờ như vậy, chúng ta gặp mặt xem chúng ta có hợp lý hay không. Hợp ý chúng ta bấm nút ha. Rồi. Để tạo cơ hội cho nhau. Kéo rào. Rồi, em gửi cho em. Dạ, chào anh ạ. Chào anh Phong. Trời, em, chào em. Em hỏi một câu được không ạ? Anh có thích chó lông xù không? À... gì? Chó lông xù hả? Dạ. Người ta không thích lông mà họ thích chó lông xù không? Không, chó lông xác thì anh thích hơn. Tại anh lông xù lông mình... Thấy chưa, nó biết câu trả lời còn hỏi nữa. Nó có nuôi chó thì cũng cạo sạch lông à. Từ trước tới giờ á, là Nhi có trải qua những mối tình thì Nhi ghét đàn ông nhất ở điểm nào? Thùng rỗng kêu to. À hả? Nói nhưng không làm. Cho nên là đến giờ em cũng không có mối tình nào gọi là sâu sắc. Vậy thì có vẻ là hình như là Nhi chắc cũng khá là khó chứ hả? Em cũng nghĩ không có khó lắm đâu, chỉ có vấn đề đó không. À, anh Phong nghĩ sao về người bạn gái mà có thân hình ngoài cỡ? Đối với Phong thì cái duyên cái số, quan trọng là hợp nhau. Cái hình thể này kia thì tùy cảm giác của mỗi người thôi. Em hỏi cảm giác của anh Phong, ý là anh Phong cảm thấy như thế nào về người bạn gái ngoài cỡ? Anh có thấy thích hay không, hay là anh cảm thấy cũng được, hay là đó không phải là gu của anh? Nói chung là tùy duyên đi Nhi ha. Phong có cảm giác là Nhi đang tự ti về cái thân hình của mình, và cho nên là Nhi mới hỏi Phong câu đó. Đối với Phong, quan trọng nhất là phải có hợp với nhau, phù hợp với nhau. Những bạn trai khác á, trước á, là Nhi có hay đi nhậu với họ không? Thì chưa bao giờ. Chưa bao giờ luôn chưa hả? Bao giờ. Bạn trai đó là có đi mua sắm với Nhi không? Mua sắm hả? Ừ. Chắc chưa đâu. Ta chưa có mối tình, ta có mối tình hồi con đi học hả? Đâu ra ai mà dẫn đi. Em muốn có một người vợ tương lai như vậy nè chị. Ví dụ như em đi công việc, em có với lại bạn bè này kia đó, thì là người vợ á đi chung để kết thúc cái cuộc nhậu nó càng sớm càng tốt. Vậy thì càng tốt, em cũng thích kiểu vậy. Khi mà vợ em mà đi mua sắm á, em cũng muốn đi chung. Kìm hãm lại sao? Không phải kìm hãm lại, để kết thúc cái cuộc mua sắm nó càng nhanh càng tốt. Trời ơi, vậy là kèm hãm mà không chịu nữa. Người đàn ông nào cũng sợ người phụ nữ đi vô mua sắm, tại không sao có vậy? Nha, không có nha, không có nha. Không có người đàn ông nào sợ phụ nữ mua sắm đâu. Đâu phải người phụ nữ nào phải mua hết tiền của chồng đâu mà phải sợ. Dạ không phải, không phải là sợ cái chuyện đó, sợ chờ lâu đó anh. Những người mà sợ chờ lâu thì mình cứ vô mình kết thúc trước đi. Phong ơi, Phong. Hát bài cho vui cái coi nào. Cái câu chuyện ngày hôm nay thì nó cũng dài rồi ha. Mỗi đứa hát một câu gì đó cho nó vui vui để tạo được ấn tượng nhau, rồi bắt đầu mình suy nghĩ mình bấm nút. Em thì em hát không hay, nhưng mà khi mà nghe được một bài nhạc nào đó mà em cảm thấy em thuộc và em thích thì em sẽ hát theo. Em thử hát một rồi, bài nào hát đó. Rồi em hát theo một bài hát tặng cho Phong đi. Ừ. Dạ ok. Cho bạn ấy xin một tiếng nhạc. Rồi. I love you la 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 la. Cho em xin một lần nói hết những điều tim còn e ngại. Cho đứng lên em luôn. Theo anh nhé, theo anh đến tận cùng của hạnh phúc. Yêu em nhé my baby boy. I love you la 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 la. Anh sẽ mãi là người chở che cho em không hề tách rời. Tay anh đây hay nắm tôi sẽ chẳng cần phải lo lắng. I don't wanna be your friend. Hát nhép, hát nhép và hát thiệt vậy. Dạ hát nhép. Dễ thương. Bây giờ mình nhắm mắt lại xem trong lòng mình đang suy nghĩ điều gì. Chúng ta có 30 giây suy nghĩ để nói cho nhau nghe, và chúng ta tiến hành bấm nút. Hãy nói thật lòng mình nha. Em cảm thấy hôm nay là mình có duyên không? Em thì em đã cho mình đến đây thì em nghĩ mình sẽ có duyên. Em thấy em thì em cảm thấy anh rất là thú vị. Hãy suy nghĩ thật kỹ những gì chúng ta đã trao đổi với nhau. Nếu chúng ta cảm nhận người đối diện làm cho ta rung động, làm cho ta xao xuyến thì chúng ta bấm nút. Còn không, chúng ta cảm thấy không rung động, không phải đối tượng của mình thì đừng bấm. Suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3 Hết thời gian.
Phong thấy thế nào? Dạ, nếu như mà hồi nãy mà mở cái rèm ra có một tiếng sét là có thể là mọi chuyện nó đã xong. Phong chưa tiếng sét nào hết. Ok. Dạ. Đúng rồi, không có tiếng sét mình không bấm. Chúng tôi tôn trọng cái quyết định của hai bạn, không vấn đề gì cả. Hôm nay rất là nhiều người đang theo dõi chương trình, có thể là có những cô gái sẽ bấm nút cho bạn, những chàng trai sẽ bấm nút cho Nhi. Và chúc cho hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình. Em muốn cái đối tượng của em là người như thế nào? Không cần đẹp mà cũng không cần xấu, chỉ cần là men là được rồi. Men như bên đó không có men rồi đó. Và bây giờ mời bạn nữ đầu tiên của chương trình ngày hôm nay bước ra sân khấu. Xin mời bạn. Chào em, mời em. Rất là đặc biệt, rất là ấn tượng. Chào em tên gì? Em tên Nguyễn Thị Kim Dung. Năm nay em 26 tuổi. Dung hiện gì đang làm nghề gì? Em là giáo viên tổng phụ trách của một trường tiểu học. Giáo viên tổng phụ trách là sao em? Làm những cái hoạt động đội ở trường tiểu học đó chị. À. Rồi để xem chàng trai ngày hôm nay sẽ là ai đây. Xin mời. Gì vậy? Chào em. Người nông dân nổi dậy hả? Em tên gì? Em tên Thiện. Tên Thiện. Em làm công nhân ở đâu? Em làm quay phim rồi. Hả? Cái gì quay phim hả? Nghi ngờ quá nha. Quay phim sao mang khăn rằn lắm chứ vậy? Đúng rồi, anh mấy nhà quay phim mưa mang khăn. Con đã lớn khôn về. Ủa thiệt á hả? Quay phim ngày nào cũng ngắm nhìn người đẹp hết trơn á. Quay người mẫu, quay hoa hậu, quay diễn viên. Toàn là người đẹp không? Làm gì có chuyện tới đây là tìm người yêu? Thường quay những người nào nổi tiếng nào nói chứ coi. Nhiều quá nhớ không nổi anh ơi. Nhiều quá hả? Có quay chị Cát Tường lần nào chưa? Tại Cát Tường không có nằm trong cái người đẹp. Trời ơi. Chết chưa? Được rồi, hãy đợi đấy nha cưng. Hỏi nha. Làm gì để người ta nói chi vậy? Em phải trả thù giùm chị nha em. Em thấy chưa, giờ thấy mạt sát phụ nữ, nhất là một phụ nữ đẹp như chị mà chưa chân bị chê rồi, thấy chưa? Giờ em có thể tự giới thiệu về bản thân mình. Em cũng vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Nhưng mà thường thì hơi mạnh mẽ một tí xíu. Mạnh mẽ là sao? Em không có được dịu dàng như những cô gái bình thường. Chị thấy là chị biết rồi. Tức là không có dịu dàng, nổi loạn đúng không? Em có thể nổi loạn làm gì đâu, em nói chị nghe thử. Ví dụ như là những cái công việc ở trong nhà con trai mà có thể làm được thì em cũng có thể làm được. Ủa, có đó bình thường đâu, có gì đâu nổi loạn. Nhưng mà em làm giỏi hơn con trai nữa anh. Làm giỏi hơn, em biết quay phim không? Dạ em có thể làm diễn viên cho người ta quay. Đó. Cái vấn đề chính là cái chỗ đó đó. Bạn đó muốn làm diễn viên cho em quay được không? Cũng được. Cũng được. Anh hỏi thiệt em á, anh không tin em. Em đi quay gặp rất nhiều diễn viên người mẫu, người đẹp không? Tại sao em lại ế? Em đâu có ế đâu. Không ế tới đây chị. Tại em chưa có người yêu chứ đâu mà lại ế. Anh biết trả lời quá ha. Em làm giáo viên rồi em làm cái công tác đoàn đội vậy nhiều thì chị nghĩ là em phải gặp gỡ nhiều, thì không thể nào mà em không thể không tìm được cho mình một người yêu. Những cái người mà em tiếp xúc toàn những em học sinh thôi, còn những anh chị phụ trách giống như em thì người ta cũng lớn tuổi, khiến người ta cũng có gia đình hết rồi, cho nên là em cũng không có kiếm được. Nhưng mà ngoài cái công việc ở trường, thời gian rảnh em không có tiếp xúc, không đi đâu, không có tiếp xúc với ai à? Dạ có cũng có đi chơi với bạn bè chứ chị. Em cũng tự hỏi là mình cũng hiền lành, nghề nghiệp cũng ổn định mà sao em chắc có là kén hơi quá khó không? Chịu có kén quá không? Dạ em đâu có kén gì đâu chị. Em muốn cái đối tượng của em là người như thế nào? Là cũng không cần đẹp mà cũng không cần xấu, chỉ cần là men là được rồi. Men đi, bên đó không có men rồi đó. Rồi cũng tính cách vui vẻ, hòa đồng, rồi trung thực đó chị, đừng có gian dối, em không thích. Thường là nghệ thuật là phải có gian dối. Trời ơi, nói gì Tường? Em nói cái gì vậy? Dạ em có thích người đàn ông làm nghệ thuật không? Thì em thấy cái chuyện đó cũng bình thường thôi chị. Bây giờ anh hỏi em nè, cái mẫu người yêu của em á là mẫu người thế nào? Có bản lĩnh, có lập trường rõ ràng, vui vẻ, vui vẻ. Em có người yêu chưa? Từ đó giờ có chưa? Có rồi anh. Mấy lần rồi? Một lần à. Lâu chưa? 2 năm rồi. Lý do tại sao lại chia tay? Tại cô ấy đi xa rồi. Đi xa là xa tới đâu? Bển. Ở nước ngoài á đúng không? Dạ. Yeah. Rồi từ đó tới nay em ở vậy luôn, không có quen ai hết. Em ở vậy luôn, đúng rồi. Cái điều em không thích nhất ở người bạn trai mình là gì? Vô trách nhiệm, lụm thụm quá. Lụm thụm là râu tóc bồm xồm, quần áo hay là cái gì? Dạ, tất cả luôn đó chị. Ví dụ như là con trai thì đầu tóc thì phải để ngắn, em cũng không thích để râu. Nhưng mà nếu mà bên đây có râu, không có râu đẹp đâu mà để. Thì để cũng được. Ủa râu đẹp là râu sao, mà râu sao là râu không đẹp? Râu giống anh Quỳnh Linh á. Là đẹp hay không đẹp? Đẹp. À,
lâu anh Huyền Linh là đẹp, nay Huyền Linh lên hương quá nha. Quần áo nữa thì gọn gàng, đi đâu á thì mình mặc đồ phù hợp với cái mục đích mà mình đến á. Đây bình thường em mặc cái gì hả? Bình thường em mặc vậy đó. Cũng quần jean áo thun vậy đó hả? Dạ. Tại sao em lại không thích cái người bạn trai mình lôi thôi? Đi chung với mình thì gọn gàng thì mình thấy thoải mái, mà mình cũng gặp mọi người bạn mình thì mình cũng tự hào chị. Nếu trường hợp bây giờ cái anh bên đó đó, dạ, em kết rồi đó, mà bây giờ lượm thượm, tóc tai thì bê bối, bây giờ em biểu em tuốt lại mà người ta không chịu thì bây giờ là bỏ hay là chấp nhận? Em nghĩ là có góp ý như vậy mà người ta vẫn không thay đổi. Người ta nghệ sĩ. Nghệ sĩ lượm thượm em ơi, râu đi tùm lum ông này, râu đi lõm chõm, đầu tóc lù xù, quần áo lôi thôi lắm hết. Thì em sẽ xử luôn. Xử sao? Là ví dụ như là râu đi thì em tự cạo cho luôn. Hết chết rồi, tự cạo luôn. Tôi qua tôi coi cái nè. Hello. Chào người đẹp. Họ đẹp cái gì mà đẹp. Muộn rồi, không còn kịp nữa. Đâu có lượm thụm đâu, nãy giờ em nghe diễn tả em tưởng bên đây lượm thụm. Nó hù thôi mà. Đâu có râu đâu mà cạo, nó qua cạo đâu ông á. Được rồi. Thiệt quá. Xin chào cô giáo. Thấy phối hợp không? Thấy ấn tượng không? Hợp. Màu tím. Gì vậy? Ông bị mù mắt. Ông bị mù mà không Linh. Màu xanh. Anh thích nó màu tím kệ anh. Màu xanh. Ủa, mỗi người có quyền cảm nghĩ của mình về cái màu đó chứ. Ờ thôi màu tím. Quần này màu gì? Màu vàng. Ờ vậy đi. Màu tím và màu vàng. Rất là dễ thương. Bây giờ em nghĩ là tới thời khắc cho đôi trẻ gặp nhau đi. Kéo màn lên. Để gặp gỡ và trao đổi với nhau. Chân dung anh này. 2 phút. Bắt đầu. Chào cô giáo. Chào bạn. Từ nay đến giờ nói chuyện với bạn mà chưa có biết bạn bao nhiêu tuổi? 27 tuổi. Bạn quay phim à? Và bạn có chụp hình không? Cũng biết. Mình rất thích được chụp hình đó. Mình thì không thích đi chụp hình lắm. Tiếp đi, trời ơi còn có 1 phút nữa, lẹ đi. Và mấy chị em? 7 anh chị em, gia đình nhà bạn. Ừ, xem á. Mình là con... 5 anh chị em. Bạn là con thứ mấy trong gia đình? Mình thứ 4. Mình thứ Út. Út không có đâu có quan trọng, nên bị hỏi cái tình yêu đi, cái gì vậy? Mình năng động, mình tấn công luôn đi cưng. Chưa thấy ông quay phim nào ông chậm vô này chứ. Phạm Dương ngồi trước người đẹp rung mắt cỡ thì sao? Nhanh lên nha. Hả? Rung lắm. Tôi thấy nãy chặt chém tôi lắm mà đâu có rung gì đâu. Chủ động đi, lấy nét. Bạn quan điểm như thế nào về tình yêu? Cần có sự chung thủy. Nếu mà đi đến được kết quả cuối cùng thì mới bắt đầu yêu, còn không thì thôi. Mình cũng giống như bạn vậy đó. Cũng cần sự chung thủy và rõ ràng. Không có giống, mình không có quan điểm của mình chứ. Cái quan điểm đúng, nó giống nhau vậy. Ta hỏi đúng gia đình thì cũng la đời xem. Giờ ta hỏi tình yêu nó cũng giống. Không có sáng tạo, khung hình này không có sáng tạo. Nhanh lên, còn có 30 giây. Nhìn thẳng vô mắt nhau nói chuyện à. Đứa nhìn cái tường, đứa nhìn anh. Hết giờ. Bây giờ đặt tay ra so thành ghế. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Đặt tay ra. Nếu đồng ý hẹn hò chúng ta sẽ nhấn nút. Và không đồng ý có nghĩa chúng ta không nhấn nút. 3 tiếng đếm bắt đầu. 1. Từ từ. 2. Khoan. Chưa có 3. Và 3. Tôi thấy bạn nữ quay mặt lại rất là hạnh phúc rồi. Bạn cảm nhận thế nào với cô giáo bên kia mà bạn nhấn nút? Sau khi nói chuyện nãy giờ thì bản thân em thấy cũng muốn... Muốn gì? Muốn được làm quen với bạn này. Bây giờ bạn nữ cảm nhận thế nào về bạn nam đứng kế bên cạnh? Bạn ấy là người có thể mình tìm hiểu để có thể tiến tới. Có thể tiến tới? Dạ. Sao vậy? Cái điểm gì ở bên đó mà em thích vậy? Chị là chị không thích rồi đó. Không, nói chơi vui thôi bạn. Thì anh nghĩ rằng á là rất là một con người hết sức là trong sáng. Một con người phải nói là đáng để làm quen.
bạn bè của em thường gọi em là Ngọc Thụ Lâm Phong. Dễ thương, ga lăng, anh tuấn tiêu sái, hào hoa phong nhã, du lịch xuyên vũ trụ. Trời đất ơi, biểu hiện nào của em là em thèm vợ. Tối ngủ trằn trọc để đêm dài thêm nhớ thêm thương. Mời bạn nam. Rồi, mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, bây giờ xin mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, bạn nữ và quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Trương Nhật Phúc. Em năm nay 30 tuổi, em đang có công tác tại siêu thị Cop Extra, siêu Vận Hạnh. Quê em ở đâu? Dạ, nói về quê em để em xin hát một bài, một câu hát nhỏ về quê em. Anh xin mời em đi về miền quê xa lắng lơ, nơi anh sinh ra có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Bến Tre hả? Dạ không, quê em ở Sài Gòn. Gì vậy? Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và xin chào chị Cát Tường và xin chào quý vị khán giả. Em tên là Huỳnh Thị Kiều Anh, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và đó cũng là lơ chôn rau cắt rốn của em. Hiện tại thì em đang là giáo viên tiếng Anh tại trường Anh ngữ ạ. Em dạy ngoại ngữ là dạy cho đối tượng nào? Dạ, em hiện tại em đang dạy tại trung tâm thì em dạy tất cả các level luôn, từ trẻ con tới người lớn ạ. À, Phúc có thích học tiếng Anh không? Em cũng thích học tiếng Anh lắm, mà tiếng Anh em nói thì không có rành. Em nói vài câu với cô bên đó nghe thử coi. Bonjour, comment allez-vous? Nói tiếng Pháp anh ơi. Ồ vậy hả? Thì anh không rành, anh không biết tiếng Anh. Chơi nhau nữa ha, gây khó khăn khó dễ cho nhau. Phút đầu tiên ha, được giới thiệu cho anh nghe điểm mạnh điểm yếu của em đi. Thì điểm mạnh của em là người hoạt bát, hòa đồng, vui vẻ. Bên cạnh đó thì em cũng thích nấu ăn và em cũng có khả năng ca hát một chút xíu ạ. Bây giờ hát tặng ảnh luôn cho anh sợ trời, anh tưởng của mình anh hát cây dừa hả? Dạ rồi. Ngày gọi tia nắng long lánh qua hàng mi, chờ nụ cười em vui lung linh trên phố. Ngày ngùng như thế đôi môi em khẽ cười, đôi chân em cất lời tình yêu màu xanh là em hồn nhiên. Nghe hát có vẻ rất hồn nhiên ha. Điểm mà mạnh là hát đấy hả? Còn gì nữa không em gái? Dạ, anh cũng biết nấu ăn ạ. Có khả năng thuyết trình, giảng dạy, nói chung là đúng sở trường và ngành nghề của em đó anh. Có điểm yếu gì không? Em thì không có được khéo tay cho lắm. Em thì rất là giỏi đưa ra ý tưởng. Có nghĩa là em bài ra thôi cho người ta dọn chứ em không có dọn đúng không? Dạ. Hay quá. Còn bạn trai? Dạ. Điểm mạnh điểm yếu gì? Nói về ưu điểm thì em là người vui vẻ, hòa đồng, hài hước. Em không có tứ vũ tường nên các bạn bè của em thường gọi em là Ngọc Thụ Lâm Phong. Cái gì? Ngọc Thụ Lâm Phong. Ngọc Thụ Lâm Phong. Các bạn ý nói em là dễ thương, ga lăng, anh tuấn tiêu sái, hào hoa phong nhã, du lịch xuyên vũ trụ. Trời đất ơi. Yếu điểm của em là em rất là nhát, trật trước đám đông. À. Và nhát trong tình trường là em rất là nhát gái. Nhát gái. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Thật sự là em chưa có mối tình nào hết. Thiệt không? Dạ thật. Có sao nói vậy người ơi. Em có rung động trước một phụ nữ nào chưa? Dạ, thường là vẫn chưa. Vẫn chưa rung động luôn. Có rung động với phái nam, anh nam nào chưa? Đối với phái nam á, em rung động theo cái kiểu là thích giỡn hơn. Ví dụ như vậy nè, chào anh. Hello, I love you. Đó, cái dạng đó. Giỡn nước quen đó. Dạ. Nó thấm vô người đó. Dạ. Nhiều luôn người lúc đầu giỡn, sao nó thiệt á cưng. Bị xứ à. Không có rung động với người phụ nữ nào hết trơn hả? Trước đó là hồi đó em có rung động, em có thương một cô kia. Chỉ là mối tình em thương thầm thôi. Em có tỏ tình với cô ấy không? Dạ, lúc đó là em không có dám nói. Không dám nói. Thương thầm của bao lâu? Dạ, đó là cũng cả 10 năm đó. Cái gì? Chắc bây giờ người ta đã lấy chồng rồi. Thôi, giờ ta có mấy đứa rồi chứ đừng lấy chồng. Rồi. Rồi, vậy tình trường em thì sao? Em cũng chưa trải qua mối tình chính thức nào nữa. Tại vì từ lúc mà học lớp 12 lên tới đại học thì em chỉ có học. Sau đó em đi làm thì em cũng có rung động với một vài bạn nam. Nhưng mà em cũng hơi ngại. Ra là em nghĩ là do duyên mình chưa tới thôi ạ. Hai cái cặp mày lạ quá ta. Anh qua anh coi bạn nữ coi làm sao mà. Dạ, em chào anh ạ. Chào em. Dạ. Tức là em có rung động rồi đúng không? Dạ rồi. Còn bên đây chưa rung động với con gái nè. Có bao giờ em nằm mơ em thấy người yêu của em hoặc là vợ em như thế nào không?
Dạ em cũng có một cái hình mẫu dành cho cái người vợ tương lai của em. Nói nghe thử coi. Và cái tính tình người đó là hiền, dễ thương, lễ phép, hiếu thảo như là mẫu thân của em vậy đó. À. Hình dạng mà cái cô gái đó thế nào? Nhìn nghiêng thì nàng đẹp tuyệt mỹ. Trán môi miệng đường nét thật thanh tao, phấn má hồng, gợi nét hồng hào. Nhìn môi nàng hao hao nàng Bạch Tuyết. Dạ. Vậy là cỡ Bạch Tuyết lên đúng không? Còn cô gái sao nào? Bên đây sao? Thích mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, mẫu người bạn trai lý tưởng của em thì chiều cao thì từ 1m65 trở lên. Có. Người thì vui vẻ, hòa đồng, quan trọng nhất là phải chân thành. Có được không em? Dạ. Có được. Bây giờ em định chừng nào em kết hôn? Dạ, nếu mà được thì mình kết hôn thôi. Em năm nay hoặc là năm sau hoặc là khi nào mà đã chín mùi thì mình sẽ tiến tới kết hôn chị. Rồi. Dạ, em chào chị. Trời ơi, sao chào nhỏ nhẹ vậy cưng? Mạnh mẽ lên xíu coi. Dạ. Muốn vợ chưa? Dạ, thèm lắm. Cái biểu hiện nào của em là em thèm vợ? Tối ngủ trằn trọc riết à. À, trằn trọc riết à. Để đêm dài thêm nhớ thêm thương. Trời ơi, thơ văn quá ha. Sao trắng quá vậy, tối ngủ có dưỡng kem không? Dạ không. Bề ngoài giản dị đơn sơ mà trong nội thất nên thơ trữ tình. Trời ơi, trời. Văn thơ là một bụng hả cưng? Dạ. Em hình dung bạn gái bên đây như thế nào? Bạn ấy rất là dễ thương. Em nghĩ là bạn ấy tưởng tượng là rất dễ thương. Tại vì em để ý những giáo viên mà họ dạy tiếng Anh á, đó giờ em thấy đa số toàn là dễ thương, xinh đẹp không à. Khó nói quá, sao cái gì thấy cũng sao được chị? Hết mà sao trong chị? Người thấy cái gì đó nó. Chị cho em ý kiến đi chị. Bây giờ mình hỏi thăm người thân coi sao nha. Em trai đi với ai? Em đi với mẹ và hai bạn của em. Có mẹ hả? Rồi, chào cô. Chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào chú Huyền Linh và cô MC. Dạ, chào thường. Cô. Dạ, chào cô gái. Cô gái thật xinh đẹp và đáng yêu lắm. Nói chung là đến với chương trình này rất là ngạc nhiên vì cháu đăng ký mà cháu không có nói trước. Nói mẹ tới mẹ giữ cho con. Thì Phúc mà mẹ thấy cô gái hôm nay rất là dễ thương. Nếu mà cháu có cảm mến với con của bác thì mong cháu cho Phúc một cơ hội tụi con tìm hiểu với nhau. Cảm ơn chương trình và cảm ơn MC Quyền Linh, cô Cát Tường. Dạ, rồi hôm nay em gái đi với ai? Dạ, em đi với chị hai và anh của em ạ. Rồi, chào cho chị gặp chị hai với anh của em đâu. Em xin chào anh Quyền Linh với lại chị Cát Tường, với em xin chào khán giả. Em tên là Kiều Nga, là chị ruột của Kiều Oanh. Chị nhận xét anh chàng bên kia như thế nào? Em trai này cũng dễ thương, cũng hiền hậu, thấy cũng là cũng chung giống nhau. Nhưng mà nếu ấy thì hai bên có cơ hội thì để làm quen. Nhưng giờ hỏi thiệt thì đánh giá chàng trai này nó có chuẩn men không? Chuẩn thì không chuẩn mà chắc là cũng nhẹ nhàng thôi. Không chuẩn nhưng nhẹ nhàng nhé. Ok, cảm ơn chị. Rồi bây giờ để phần đó cho hai bạn tự tìm hiểu với nhau nha. Chứ, hai bạn hãy tìm hiểu với nhau đi nha. Mở rào. Rồi, mời hai bạn. Anh gửi. Em cảm ơn ạ. Dạ, đến đây thì em cũng có một cái game nhỏ để xem là anh Phúc trình độ tiếng Anh như thế nào. Không biết hồi đó giờ anh có đi học tiếng Anh ở đâu chưa? Anh cũng có đi học mà anh học chỉ sơ sơ thôi, căn bản thôi chứ anh không học sâu. À rồi ok, nhưng mà em cứ có những cái verbs này, những cái động từ này nó rất là đơn giản. Để warm up trước khi mà chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện thì chắc em phải nhờ chị Cát Tường, chị sẽ cầm giùm em ha. Em sẽ là người diễn tả hành động và xem anh có đoán được những cái động từ này không nha. Dạ, mình sẽ nói động từ đó bằng tiếng Anh. Dạ, dạ. Ok, let's go. Ok, are you ready? Dạ. Ok. Một phút bắt đầu. Sing. Swim. Good job. Right. Ok, go on. Run. Read. No, no, the other word. Like I and you. Speak. No, no. Communicate. No, the other word. Symbol. Tell. TT, but not tell. Talk. Yes, good job. Chưa hết phút nữa. Ổn không cô giáo? Chấm mấy điểm cô giáo? Dạ, cái này mới là test đầu vào, mới là level 1 thôi. Còn một những cái level phía sau nữa. Nếu mà cơ hội thì từ từ sẽ test sau. Thôi, bắt đầu chúng ta nói chuyện tình yêu luôn các bạn. Cảm nhận về nhau thế nào? Anh thấy em là dễ thương hơn những gì anh nghĩ. Anh ngẩn ngơ luôn, anh không biết nói làm sao giờ nữa. Bản lĩnh đàn ông bộc lộ rồi đó. Mạnh lên, strong, strong. Không biết thì ngày cuối tuần anh thường làm gì? Anh hay có đi chơi ở đâu không? Anh ít bạn lắm. Dạ. Thường như thiếu là rủ bạn đi uống nước như nọ thôi. Dạ. Bạn không đi, anh ở nhà, anh chơi điện tử. Dạ.
Rồi vô quan điểm tình yêu đi hai bạn. Em thì em đơn giản là chân thành, hòa đồng hoặc bác, chỉnh men, thích chơi thể thao thì càng tốt. Còn anh như thế nào? Thì anh cũng không có đòi hỏi gì đâu. Mình hiểu nhau, mình thông cảm cho nhau những điều trong cuộc sống. Anh cũng thích chơi thể thao lắm. Mà từ lúc đi làm giờ không có cơ hội để chơi nữa. Giờ riết giờ anh bị béo phì rồi. Bây giờ anh nghĩ là em phải chứng minh bản lĩnh đàn ông của mình ha. Thông qua một cái lời tỏ tình nào đó, một bài hát nào đó, em tiến tới, em nhìn thẳng vào mắt cô gái ấy, em nắm tay cô gái ấy, thử xem bản lĩnh đàn ông tới đâu. Rồi, mời em. Ready, action. Vậy anh sẽ hát tặng em một ca khúc trong bài Túp Lều Lý Tưởng của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Từ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước thật nhiều, từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu, mong vàng hai đứa có chi là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình, đời mình đẹp mãi với em và anh. Chưa có thấy tình cảm gì chứ á. Nắm tay thấy sao em? Tay trắng quá. Tay trắng hả? Mềm, đúng là giáo viên tiếng Anh. Đố em dám hùng cổ á. Em hãy giúp anh để anh tỏ ra cái bản lĩnh của đàn ông đi, nói vậy đi. Ok. À, con má thôi. Rồi ok. Hồi nãy là mới là hung để đo cảm xúc, bây giờ mới bấm nút hung thiệt nè. Suy nghĩ thật kỹ nha. Lúc này là lúc cần phải nghiêm túc để đưa ra quyết định của mình nha. Hãy đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay dứt khoát mạnh mẽ hung lại một cái cho nồng nhiệt coi. Rồi giờ bấm nút rồi đó. Báo cho em biết là cô gái bấm nút lúc chị Tường chưa đếm. Thôi bây giờ nè, nói với chị Hai trước đi. Có chị Hai, anh Hai kìa. Dạ, em chào hai anh chị. Nếu mà có cơ hội tiến tới sâu hơn nữa sau này, em sẽ hết mức yêu thương em. Rồi xin phép không? Cho em xin phép được không? Em đừng nói hen.